Nhiều tí đất ở đây, cây đấy.
là cái mỏm mỏm này. Đất trống này đang làm gì anh nhỉ? Thao lưng này. Cái nào? Dạ. Có đất trống kìa, ngồi đất lên này. Không, chỗ này người ta làm đấy. Kia vẫn là rừng ấy nhỉ? Người ta trồng cái cây gì thì sản cái gì, chứ cái này trồng tôm thì cái gì thì trồng thảo ao. Kia có trò chơi kìa. Sao họ quay quay? Đấy, quay quay trò đấy kinh lắm đấy. Trò đấy kinh, nó thả xuống hiểu không? Chào mấy anh Trung Quốc này. Chỗ này lên đỉnh cao nhất rồi đấy. Cần đi xuống này. Tiếp quan đi kiếm nhỏ. Quay về quay sang phía bên kia mình nhìn thấy biển gần thì gần hơn đấy nhỏ. Bây giờ nhìn thấy biển thử gần hơn rồi đấy. Gần hơn thì nó dễ đúng không? Bây giờ nhìn cái biệt thự đấy bạn đấy nhỉ? Và đang tí nữa sẽ chắc đến đứng trên lưng con rùa. Oh my gosh! Cái gì? Oh my god! Tàu lượn siêu
TikTok. Đây 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 có á, có người đỏ đấy chứ, có người đúng không, người đấy
rồi đấy, nhìn chưa? Đấy đấy. Cần kẻ nó xoay vậy. Đấy, người nó dựng đứng đi vậy. Đấy, nhìn chưa? Đấy đấy. Nhưng mà nó quay từ người đấy, úi dài, từ từ gì đấy. Nó lồng đe, lồng nhào đấy. Lồng nhào đấy. What the fuck me. Oh my god. Thế kìa, cho kia kìa. Chơi trò nước này này. Ôi chi ôi ôi, người ta lộn nhào kinh sợ. Đấy, nó lộn đấy, nó xoay đấy. Sao không nôn mửa đấy? Đây có người nôn được cơm này. Cái u hết người phải không? Ừ, không người đấy, nó lộn nhào đấy. Đấy kìa, tí mình đi được trò kia nữa kìa. Tàu đi nước kìa, anh hiểu không? Tàu nước kìa. Chắc không có bắn xuống đi được. Bắn được nó tắt. Đấy, đi được cái cao trò đấy hiểu không? Thế là hôm nay thì bảo chỗ đấy cũng linh lắm. Nó biết trò quay quay này kìa. Xuống xuống trời đấy, sao không lên rồi? Đấy. Bạn xem trò chơi. Sắp xuống đến đâu? Cái trò tàu lượn siêu tốc kia thì đá thấy. Mẹ ơi, cái trò tàu lượn siêu tốc kia thấy ơi. Ít người chơi một cái nào. Mẹ ơi, cái trò tàu lượn siêu tốc thì mong thấy ơi, ít người chơi. Ờ. Cái trò đấy ơi, trò tốc độ 10. Trò đấy kinh dị mà. Nhìn cái đường là bay của nó khủng khiếp rồi. Chưa kể đến cảm giác chưa cao như thế kia của. À trời, cái trò này ngồi được cái đi ngắm cảnh này này. Này, này ngắm cảnh. Nhận ra phải sao không ngắm cảnh. Giờ thì xuống đây không nhìn thấy một trò này ở công không nhìn thấy biển nữa rồi. Giờ chuẩn bị hạ cánh nào. Như ơi, con lùi ra đi, không cái đấy nó mở. Con ngồi xuống đi. Đi hết rồi.